Xin chào các em học sinh. Chào mừng các em đến với khóa học địa lý lớp 7 của trang web olm.vn. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với bài học đầu tiên của chương trình địa lý lớp 7. Bài 1: Dân số. Trong bài học này, chúng ta cần nắm được những nội dung chính sau. Đầu tiên là dân số, nguồn lao động. Thứ hai, dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỷ 19 và thế kỷ 20. Và thứ ba là sự bùng nổ dân số. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu phần 1, dân số, nguồn lao động. Thông qua các cuộc điều tra dân số với các hình thức khác nhau, chúng ta thu được những số liệu cho biết tình hình dân số, nguồn lao động của một địa phương hay một quốc gia. Ví dụ, cuộc tổng điều tra dân số năm 2019 thu thập thông tin và nhập liệu trực tiếp thông qua các phần mềm. Kết quả cho thấy quy mô dân số nước ta đạt 96,2 triệu người và hàng loạt các số liệu thống kê khác phục vụ cho việc nghiên cứu, đề ra các chiến lược phát triển phù hợp với từng thời kỳ. Để đánh giá dân số của một vùng, chúng ta thường sử dụng tháp tuổi. Tháp tuổi sẽ cho chúng ta biết đặc điểm cụ thể của dân số như là về giới tính, độ tuổi và nguồn lao động, hiện tại và tương lai của một địa phương hay một quốc gia. Các em cùng quan sát vào biểu đồ hai tháp tuổi năm 1989 và năm 1999. Em hãy cho cô biết một tháp tuổi gồm mấy bộ phận? Chúc mừng các em đã trả lời rất chính xác câu hỏi của cô. Tháp tuổi được phân theo giới nam và nữ. Bên cạnh đó, một tháp tuổi có 3 bộ phận. Đó là đáy tháp, bao gồm nhóm từ 0 đến 14 tuổi. Thứ hai là thân tháp, bao gồm nhóm từ 15 đến 59 tuổi. Và cuối cùng là đỉnh tháp với nhóm trên 60 tuổi. Vậy, sự thay đổi dân số diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua phần 2, dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỷ 19 và thế kỷ 20. Sự gia tăng dân số chịu ảnh hưởng bởi hai yếu tố. Thứ nhất, đó là gia tăng dân số tự nhiên, phụ thuộc vào số trẻ em sinh ra và số người chết đi trong một năm. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhất tác động đến sự gia tăng dân số. Và thứ hai là gia tăng cơ giới, phụ thuộc vào số người chuyển đi và số người từ nơi khác chuyển đến. Yếu tố này tạo ra ảnh hưởng rất lớn khi chúng ta xem xét gia tăng dân số ở một địa phương hay một quốc gia. Dựa vào biểu đồ dân số thế giới từ đầu công nguyên và dự báo đến năm 2050, các em có thể thấy giai đoạn từ đầu công nguyên cho đến năm 1804, dân số thế giới có xu hướng tăng chậm, từ 0,3 tăng lên 1 tỷ người. Giai đoạn từ 1804 đến năm 1960, dân số thế giới tăng nhanh, từ 1 lên 3 tỷ người. Và giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1999, dân số thế giới có xu hướng tăng vọt từ 3 lên đến 6 tỷ người. Và theo dự báo, đến năm 2050, dân số thế giới sẽ đạt mức 8,9 tỷ người. Như vậy, nguyên nhân của sự thay đổi này là gì? Trong nhiều thế kỷ, dân số thế giới tăng hết sức chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do dịch bệnh, đói kém và chiến tranh. Và hiện nay, dân số thế giới tăng nhanh là nhờ những tiến bộ trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và y tế. Bên cạnh đó, việc gia tăng dân số quá nhanh sẽ dẫn đến tình trạng bùng nổ dân số. Để tìm hiểu kỹ hơn, chúng ta cùng bước sang phần 3, bùng nổ dân số. Gia tăng dân số trên thế giới không đồng đều, biểu hiện rõ nhất là giữa các nhóm nước. Quan sát vào biểu đồ, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở hai nhóm nước,
Chúng ta có thể thấy được sự khác biệt rất lớn về tỷ lệ gia tăng tự nhiên giữa hai nhóm nước này. Các nước phát triển có tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử thấp hơn nhiều so với các nước đang phát triển. Do vậy, tỷ lệ gia tăng tự nhiên ở các nước phát triển cũng thấp hơn so với các nước đang phát triển. Và bùng nổ dân số sẽ diễn ra khi tỷ lệ gia tăng tự nhiên đạt mức trên 2,1%. Vậy, theo em, bùng nổ dân số sẽ diễn ra ở nhóm nước nào? Chúc mừng các em đã có dự đoán chính xác. Điều đặc biệt là hiện nay, ở một số nước phát triển, dân số đang có xu hướng giảm dần. Bên cạnh đó, một số quốc gia đang phát triển lại diễn ra tình trạng bùng nổ dân số. Nguyên nhân chính là do hầu hết các quốc gia này đang thực hiện cách mạng khoa học kỹ thuật, phát triển trong nông nghiệp, công nghiệp, từ đó nhu cầu về nguồn lao động rất lớn. Bên cạnh đó, hệ thống y tế được cải thiện, làm cho tỷ lệ tử giảm và tỷ lệ sinh có xu hướng gia tăng. Điều này gây ra trở ngại rất lớn khi hầu hết nền kinh tế của các quốc gia đều chưa phát triển, tạo ra sức ép lớn tới kinh tế, xã hội và môi trường. Vì vậy, các nước cần có chính sách dân số hợp lý để khắc phục tình trạng bùng nổ dân số. Tiếp theo, dựa vào bảng tỷ lệ gia tăng tự nhiên của các châu lục. Các em hãy cho cô biết châu lục nào có tỷ lệ gia tăng dân số cao nhất. Chúc mừng các em đã hoàn thành câu hỏi của cô. Theo bảng số liệu, châu Phi có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao nhất và cao hơn nhiều so với các châu lục khác. Đặc biệt, ở cả hai giai đoạn, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi đều đạt mức trên 2,1%, tức là mức bùng nổ dân số. Vậy thì, theo bảng số liệu, châu lục nào có tỷ lệ gia tăng dân số thấp nhất? Chắc hẳn các em cũng có thể thấy được ngay, châu Âu có tỷ lệ gia tăng tự nhiên thấp nhất và đang có xu hướng giảm, chỉ còn 0,16% trong giai đoạn 1955 đến năm 1990. Đây là hai minh chứng rõ nhất cho sự chênh lệch về tỷ lệ gia tăng tự nhiên giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bài 1 dân số. Sau bài học này, chúng ta cần nắm được những đặc điểm chính về số dân cũng như sự gia tăng dân số. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.